Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Linh Lam Diary và cuộc sống ở nước Pháp. Hôm nay thì mình đang đi bộ dạo chơi ở Cartier Saint-Germain-des-Prés. Đây là một khu vực nằm ở trung tâm của Paris, quận 6, khá là nhộn nhịp, đông đúc và rất là nổi tiếng. Còn đây là quán bar Maison de Sauvage. Đây là một địa điểm check-in cũng khá là nổi tiếng của người dân Paris. Sau giờ làm việc thì người dân Paris, đặc biệt là giới trẻ, rất là thích tụ tập ở đây cùng với bạn bè, đồng nghiệp, người thân hoặc là gia đình dùng aperitif. Sau đó thì có thể ăn tối và trò chuyện đến tận khuya. Bây giờ mới có khoảng 16 giờ là lúc mà người dân Paris còn chưa tan sở, nên con đường này vẫn còn chưa có đông đúc lắm. Nếu như các bạn có thể đến đây vào buổi tối thì các bạn sẽ thấy nó rất là đông vui. Nó giống như là kiểu như là phố Tạ Hiện ở Hà Nội hay là phố Bùi Viện của Sài Gòn vậy đó. Và giữa cái không khí ồn ào, nó nhiều sôi động ở đây thì mình bắt gặp được một hình ảnh khá là thú vị, muốn chia sẻ cho mọi người. Ở cạnh cái quán bar này thì đang có vấn đề và người dân thì người ta đã gọi điện cho cảnh sát cũng như là cứu hỏa tới để kiểm tra. Ở Pháp thì những anh lính cứu hỏa này được gọi là sapeur-pompier và các bạn có thể gọi số 18 để gọi lính cứu hỏa tới trong trường hợp khẩn cấp. Ở Pháp thì không cần phải xảy ra đám cháy thì các bạn mới được gọi cứu hỏa đâu, mà ở những cái trường hợp khẩn cấp hoặc là những cái trường hợp mà các bạn cảm thấy như là nguy hiểm hoặc là những cái đám cháy có thể sắp xảy ra thì các bạn vẫn có thể gọi lính cứu hỏa đến để kiểm tra. Như các bạn thấy đấy, các anh lính cứu hỏa này đến đây và cũng chỉ là kiểm tra thôi chứ chưa hề có đám cháy gì hết á. Do đang còn trong giai đoạn tiến hành phân tích và điều tra nên con đường này vẫn chưa hề bị phong tỏa. Và trong lúc đang kiểm tra tìm hiểu nguyên nhân thì sẽ có một anh lính cứu hỏa kiểm tra đường ống nước ở đây để đảm bảo có đủ nước để dập lửa trong trường hợp xấu nhất xảy ra. Như vậy là đường nước ở đây vẫn còn rất tốt, không có vấn đề gì rồi. Mình có cảm giác rằng trường hợp ở đây thì không có vẻ quá nghiêm trọng. Nhưng dù sao thì phòng cháy thì vẫn tốt hơn là chữa cháy, đúng không nào các bạn? Video của mình đến đây là hết rồi. Mong rằng qua video này thì mình cũng đã chia sẻ cho mọi người hiểu thêm được một phần nào về cuộc sống ở Pháp. Nếu như các bạn có thấy thích video thì nhớ bấm nút thích, like, share cũng như là để lại bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được nhiều video hơn nữa về cuộc sống ở nước Pháp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau.